Xin chào các bạn đã trở lại kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm một cái video. Mình sẽ cắt ngọn những cái cây hoa thực dược sau khi mình trồng lại được khoảng độ 20 ngày. Bây giờ mời các bạn cùng xem mình cắt như thế nào nhé. Đây là những cái cây hoa thực dược mình trồng đã được khoảng độ 20 ngày rồi các bạn ạ. Lúc này mầm lên rất là đẹp các bạn ơi. Hôm nay thì mình sẽ cắt bỏ những cái ngọn này đi để cho nó ra những cái mầm mới. Tức là cái cây mình làm cây mẹ này thì mình lên cắt ngọn sớm các bạn. Mình cắt đi thì nó sẽ ra được nhiều mầm. Sau này khi mà đến cái mùa khai thác ngọn để mình làm cây giống ấy, thì mình sẽ có nhiều ngọn để mình làm cây giống. Còn nếu không cắt đi thì cây nó sẽ tốt lêu nguêu lên này, và nó rất là ít mầm. Sau này các bạn không có cây giống để các bạn dâm vào cái mùa trồng chính. Và bây giờ mình sẽ cắt để cho các bạn xem nhé. Đây là những cây này hiện tại nó đang có 4 đến 5 cặp lá các bạn nhé. Thì các bạn cứ cắt cho mình để lại 2 cặp lá cho mình. Đây, dùng cái con dao lam sắc này. Các bạn cắt để lại 2 cặp lá này. Đối với cái vùng mát thì các bạn vẫn cứ dâm cái cây mình cắt này bình thường. Nhưng mình mùa này nóng thì mình chưa dâm, mình cắt bỏ đi các bạn. Thì các bạn cứ cắt để lại cho mình 2 cặp lá. Thì 2 cặp lá này xong nó sẽ ra thành 4 cái mầm. 4 cái mầm này thì xong mình lại cắt lần nữa thì nó sẽ thành 8 cái mầm. Nên là mùa này sau trồng khoảng độ 20 ngày, 15-20 ngày là các bạn nên cắt hết ngọn cho mình. Cắt cũng được mà dùng tay bấm cũng được. Cứ bấm bỏ cái ngọn này đi. Để lại 2 cặp lá đây để cho nó phát triển ra nhiều cái mầm mới. Thì sau nó sẽ có nhiều mầm để mình cắt mình dâm. Còn nếu các bạn không cắt thì cây nó sẽ lêu nguêu, nó rất là tốt. Và sau nó không có mầm để mình dâm, để mình trồng vào cái vụ hoa cuối năm. Nên là mùa này những cây mà các bạn đã trồng làm mẹ thì các bạn nên cắt hết ngọn cho mình. Đây, các bạn cứ ngắt hết cho mình. Vì mình quay video cầm điện thoại nên là cắt một tay nó rất khó, nên mình dùng tay mình bấm các bạn ạ. Đây, những cây này mầm rất là tốt rồi các bạn ạ. Nên các bạn cứ ngắt hết ngọn này cho mình đi. Thì lúc này cây, cái bộ rễ nó chưa hoàn chỉnh đâu, các bạn chưa cần phải bón tưới gì đâu. Thì sau khi ngắt khoảng độ 1 tuần thì cái bộ rễ của cái cây này nó hoàn chỉnh này. Thì các bạn lúc đó tưới bón phân LVK đầu trâu 13-13 cho mình. Để mình kích thích cho nó thân nó mập lên, cho mầm nó ra nhiều. Đấy, mình cứ mạnh tay mình cắt bỏ này đi các bạn. Nhiều chùm mầm rất là đẹp các bạn. Nên rất là nhiều mầm. Vì trồng nên là trồng lại nên là cái cây nó mới ra rễ. Nó chưa có phân gì ăn các bạn. Mình không có trồng phân. Nó chưa có phân gì ăn nên là cây nó vẫn đang cằn cỗi. Khi mình ngắt đi một thời gian nữa là mình bón phân là cây sẽ đẹp các bạn. Cái mùa này nó hay có bọ trĩ lắm các bạn nhé. Nếu các bạn thấy cây nó chuyển sang màu đen đen lâu lâu ở cái lá là các bạn phải phun bọ trĩ nhé. Phải diệt ngay bọ trĩ nhé. Thuốc bọ trĩ thì bán trên thị trường rất nhiều các bạn nhé. Mùa này là hay có bọ trĩ các bạn này. Mùa hè. Đây một chùm này các bạn nhìn này. Cây mọc rất nhiều nhưng mà mầm rất là bé. Nên phải ngắt đi để cho nó dồn lực để cho
lùi cái mầm sau lên cho nó mạnh hơn, nó to hơn. Chứ nếu mình để cái mầm này nó cứ lêu nguêu lên nó bé.